Bạn đang tìm kiếm giải pháp in-tem để can nhiệt chất lượng và hiệu quả cho máy in XT350 của mình? Hãy để chúng tôi giới thiệu giấy in-tem để can nhiệt loại 2 tem trong một hàng, kích thước tem 35x22, một sản phẩm độc đáo, bền đẹp và phù hợp cho mọi nhu cầu in ấn. Giấy in-tem để can nhiệt loại 2 tem trong một hàng mà chúng tôi cung cấp được sản xuất với tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu. Điều này đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được các tem đi cân nhiệt với độ bền và đẹp vượt trội. Chất liệu chống nước và chống chảy xước giúp tem của bạn duy trì vẻ ngoại hình tốt qua thời gian. Với kích thước tem 35x22 và loại 2 tem trong một hàng, sản phẩm này giúp bạn tối ưu hóa hiệu suất in ấn. Bạn có thể in nhiều tem cùng lúc, tiết kiệm thời gian và năng lượng và đảm bảo tính chính xác trong việc đặt tem. Giấy in tem để can nhiệt của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để hoạt động tốt với máy in XT350 và các thiết bị tương tự. Điều này đảm bảo rằng bạn sẽ có trải nghiệm in ấn mượt mà và chất lượng cao. Giấy in tem để can nhiệt loại 2 tem trong một hàng phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng, bao gồm in tem sản phẩm, tem vận chuyển, tem thông tin sản phẩm và nhiều ứng dụng khác.